Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mời đại gia đây. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi V5 Survival Season 1. Và hôm nay bạn mình kêu mình chơi nên là mình sẽ quay chính thức quay một cái series mới cho kênh của mình. Và cũng là video đầu tiên đó chính là chơi sinh tồn V5. Và đây cũng là lần đầu mình mới chơi lại. Bây giờ cũng không biết nó ra sao luôn. Và mình sẽ chơi theo đội chơi đôi với Squad xét thủ đô. What? Mình sẽ channel ấy. Đây cũng là một YouTuber và cũng là bạn của mình. Nên giờ hai tụi mình sẽ chơi V5 đôi luôn. Mấy bạn đang không đây. Do bởi vì mình mới chơi nó là đang chơi thương rồi, chứ không phải chơi rank đâu. Ê được. Ê cậu bay lên đây đi. Ê đợi có địch có địch bên đây à. Chàng mới thấy địch bên đây à mình hả. Ờ có ai đấy. Ui nó bắn con lô dê hả, có mạnh không? Mày bắn con lô dê thì lấy rồi. Ui ờ hết sọt một thằng. Ồ trong đây không có gì hết luôn á, trời đồ ơi xịn quá. Đồ xịn quá, nó bắn hết rồi, giống như trong Minecraft. Nghĩ là dớt con phù thủy nó bắn một đống. Mà mình dớt nó có được một chai lọ không à. À hay nó tức. Rau. À chỗ đây sợ tí cơ. À có lúc game nó bị lỗi, mình chạy chút xíu không là cũng bị mất nhiều mạng lắm. Nên đi đây cho nó an toàn. Cái gì mà đồng xu rồi mà sao không thấy cái máy kia không? Cái gì? Có đồng xu mà mấy cái máy kia. Cái máy bán. Một đống đồng xu luôn. Ồ, bay xuống Minh Hoa. Cần bay xuống như đây. À, có địch Minh Hoa. Có địch bên đây à. Chắc mẹ. Ồ, cả mới thấy view mộ của đây. Ai anh ơi à ha ô gì kiểu gì vậy. Ui đó phải bố đâu đây rồi hả mình luôn. Đẹp quá lần đầu chơi bị dây luôn á. Cái tên nè. Ủa anh chết đúng không ạ? À đúng. Tự nhiên ông cảnh chết, tôi chết theo luôn. Ôi giờ vậy mà. Ui, đồ thì VIP luôn. Ô ngon. Ôi, sự bắt si bê quá đây. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mời đánh cho đây. Và hôm nay mình sẽ chơi cái này. Phần tiếp theo. Về vé tiếp theo ấy thì mình có một sự gần channel. Và có tên sát thủ đô 12. Và với một người mà chơi nữa, đó chính là Squad Shiba Nam. Và những người này là bạn của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi cái gì anh? Ok. Nam ơi, đổi con chữa đi Nam ơi. À, đổi con chữa xem mình hộ. Rất nhiều bà thương. Ờ, tính lên đây follow ai vậy? Tao follow Nam nữa. Tắt mít ông nào, bọc mít kìa. Hello. Ủa gì hả? Hả?
chị tao á. Không sao, tắt mít đi, tắt mít đi. Không phải, cắt tắt. Cái gì mày? Alo. Ờ, có địch, có địch Minh Hoa, có địch. Có địch. Cái này ngu dụng cái kêu vậy. Cái anh lỡ dụng á. Ê thằng này. Ê gà nó, mày có thằng ngờ. Nó đâu? Nhưng mày đâu có cấp gì đâu. Núp lắm. Ồ. Sách cỡ. Yeah, kêu được một ta. Yeah, kêu đầu tiên. Chào anh, em tới đây từ chiều. Cái kia. Ô. Ô, của Roje hả? Của ba. À, nhưng mà gánh là con của Roje đâu. Mày gánh nói được mà. Cái đó hủ không mà. Cảm ơn chơi với đứa bạn kìa à? Cả lỡ giật mất một keo bông keo, hết bông keo luôn. Lỡ giật bông keo luôn mình nó. Ngu chơi ngu ghê chưa? Tụi nhớ đã biết rồi. Ờ, chơi thiệt ông ơi. Tụi nhớ nó lấy nhìn em nó trao không? Tưởng này nó được LPG cho anh rồi. Thôi, 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 vậy là cái bạn. Mình lại biết một cái. Cái mày si bè ấy, bắt si bè đây không phải anh em, không phải anh em bè mình đâu, đây đây là thằng bạn khác rồi gì á, thế là chừng rồi đấy, bắn cái không khí được mày, sao thấy tao bốt ra lần quán trước ấy mình hồn, kẻ ai chết luôn rồi mình hồn, ai bị ống luôn, cho hồn chết đâu, nhưng mà bạn chết cùng nó lý do chứ. Ờ, lấy FK ạ. Bạn sắp hết đèn chưa? Cắt gờ ạ. Tôi không quay. Mà tôi bắt si bè anh ký nè. Con si bè kia. Trời ơi, nhớ nó dùng điện thoại của Nam. Đâu, nó dùng ít á. Thấy rồi, nít đem đi chưa? Vậy mới ác. Ê, cá tịch, cá tịch, cá tịch. Tu hát hết luôn. Ngon. Đánh nó. Chị ăn đâu, đưa qua hỗ trợ cho. Hết rồi. Hết trọt. Ủa, hai ông đây nè. Hết rồi. Chà anh bắn chết nó không ạ? Dê cuối cùng quá đẹp. Quá nhiều, nhiều đẹp lắm Minh Hoa. Ê mày, tụi kẻ ép được đâu đi mày. Gì kẻ ép gì vậy? Minh Hoa. Kẻ ép là cái gì Minh Hoa? À, cho tiếp. À, ồ Minh Hoa, cái lớp sấy bên đây là cái gì vậy? À đúng không mày? Nhảy lại. Đứa này lấy băng đạn hai không? Ta băng đạn hai một đống đi. Ờ kia mày đi đâu quá vậy? Không, tao đi đây á. Ôi, có, ủa kia, kia đây mình nó hả? Vô lấy đi. Rồi, cả này bắn địch. Thôi, hết rồi. Ai mới hết giọt tim đang nữa kia. Mới hết giọt tim nữa kia. Alo Nghĩa. Vô trong cái teleport đây á, teleport. Nó vô mấy giờ giờ ông mới vô. Alo. Ôi mà đi vô ăn cái chùa mày. Tắt đi luôn chả. Đi tắt thôi rồi. Không phải đâu. Mặc quá đấy. Đi lên, mặc quá, lá không mạnh nha mặc. Rồi, xin nha. Đây. Đi mày. Dây. Si quá, si ba. Nghĩa. Rồi biết quần. Rồi lúc quần thằng nào đang trao để thằng Nam với thằng Nghĩa. Tại sao? Ai không? Nghĩa nữa. Hay lộn lộn quá, Nam em dĩa quá biết luôn ạ.
Chào thằng này là Châu đây, thằng này là Nghĩa. Không có gì làm, cho ba giống gì anh vậy? Đuôi á, đuôi đang quay video. Dạ, đang quay video hả? À, quay cho lên TV đồ con à. Ôi, mất sơ sơ. Hôm nay xuống đây hơi cù bắp á, đói á. Thấy đâu có bếp luôn vậy? Chị nhé. Ô có đợt, có đợt. Đợt đó. Đợt, 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 đợt. Xong luôn ấy, xong luôn ông ơi. À no. À, kêu. Mình luôn, mình luôn, kêu mình luôn. Tuổi thân mình luôn. Quay cho tao, 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 tao cho anh chị em mà không được mày. Tao sẽ chết mày. Đâu, cả anh cũng bị á. Tự nhiên chơi ngu vậy, mất hết mấy cái. Tự nhiên mình nói chơi ngu chứ. Đừng có chơi ngu chứ mình nói. Mất dép à, không mất. Ôi kia chạy mất dép luôn hả? Tự nhiên vậy mình nói, ê kia kia, có địch, có địch. Hỏi cướp mắc kêu. Làm gì nãy giờ thằng lời mẹ tôi chia tao mau mày không vô. Hỏi cướp mắc kêu vậy anh. Ai ấy là mình hoàng ăn cướp mắc tiêu tôi. Bánh nãy giờ mình hoàng dùng chai ép bánh gai. À nó đang quay á. Đang quay thì ai kêu ai nghe không? Ai kêu ai nghe? Ấy mày biết cái chỗ tụi bé nó ở đâu không? Đâu, cảnh đó mới SS đâu rồi, em Minh Hoàng, bro không? Sao ta lấy em Minh Hoàng, Minh Hoàng, có thính. Có thính nữa không, mình kìa, đi theo, đi theo. Cảnh mới thấy cái máy bay ta thẻ thính bên đây á. Gần lắm Minh Hoàng. Hay là kìa anh thẻ thính nó. Cái máy bay nó thẻ cái gì đó, cái thùng gì á. Mày Hoàng nói cái đó cái thính đấy. Thùng dầu chứ thùng gì. Chụp ai hồi trước tặng cho mẹ cô cái dấu ăn Long Vương quá. Quá. Má lời nghĩa là cái mất đi dép của tao. Thằng lời cũng chạy thế nhờ. Bye bye nha. Ở đâu bạn đây sao không thấy ai ở chỗ đây ta? Ông ngu quá, ông đi bằng ở đây dở hơn mẹ. Ông không đi gì đó đâu. Chào, ông đi vô đây tôi lấy thính. À. Nghéo sao mà. Đó, mẹ cho anh nữ con thính nè. Cái thề, cái thề, cái thề, cái thề. Cho anh lấy thính chiếu khô. À, cho anh lấy được cái súng này. Súng này bắn 100 viên một luôn. Qua chưa? Cái bánh bằng được á. À, ô kia kêu lên Bray ơi, thiệt không mình luôn. Mà lây rồi đúng không? Ai em đẹp. Chả chết đâu nhiều. Phát. Mẹ kêu bằng FPT nó tức chết. Trời ơi, mẹ nó không lâu đừng có chạy. Ê đâu vậy á, cho một like á. Tao cho một phát luôn. Report, report. Ê kia bánh kia. Đồ kia mạnh dữ ta. Mà xem vô Wi-Fi, xem vô là bánh. Wi-Fi xem là bánh kinh dữ ta. Bánh dữ ông nội. Ê có thằng sau lưng bên trái kìa. Có thằng bên trái kìa. Mẹ nghĩ sao ta đang kia đầu nó thành chơi. Tự nhiên thành chơi nó ke lên. Tự nhiên nó chiếu tao vỡ đầu mẹ. Mẹ mẹ luôn. Trời ơi mày mẹ không biết là anh đấy tôi cho tôi đấm mày luôn kìa. Trời ơi mù mắt thật sự chưa kia dớt đâu kia định này lúc nãy dớt cho nó dớt nó đúng không thôi xong rồi nha em còn 4 tháng nữa chào tôi thua ông nói gì còn có 3 tháng nữa chém cho nó tôi thua nào tôi kẻ rơ luôn á chơi trực chiếu đi mình rồi. Ok thì giờ hôm nay chúng ta sẽ chơi Free Fire đây xong rồi vậy giờ chúc vậy giờ đây xin chào gặp lại các bạn vào tập sau nha. Rồi tập sau
Chúng ta sẽ chơi với Swatchiba Nam và Michigan Channel để xác thủ đô 12 đây. Và xin chào các bạn và bye bye nha.